Phone 2020 giá rẻ cũng hỗ trợ 5G, không thể phủ nhận, Xiaomi đang trang bị kết nối 5G cho những smartphone có giá rẻ hơn so với các hãng khác, nhưng hãng smartphone Trung Quốc chưa muốn dừng lại ở đó. Đầu năm nay, CEO Lei Jun của Xiaomi tuyên bố, công ty đang lên kế hoạch ra mắt ít nhất 10 smartphone có hỗ trợ mạng 5G. Mới đây, trong một bài phát biểu tại sự kiện China Mobile Global Partner Conference 2019, CEO Lei Jun đã tuyên bố, tất cả những smartphone do Xiaomi sản xuất trong năm tới có giá trên 2.000 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 285 đô la Mỹ, sẽ được hỗ trợ mạng 5G. Theo ông Lây, nhu cầu của thị trường đối với điện thoại Xiaomi đang vượt quá mong đợi và dẫn đến các vấn đề về chuỗi cung ứng. Sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường đã thúc đẩy Xiaomi tung ra các mẫu điện thoại 5G cho các mức giá rẻ hơn vào năm tới. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, smartphone hỗ trợ 5G của Xiaomi còn khá khiêm tốn. Chiếc Mi Mi 3 5G đã ra mắt được hơn một năm. Mi 9 Pro 5G lại chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều tin đồn cho rằng Mi MIX Alpha chỉ được sản xuất giới hạn với 500 chiếc, bằng cách trang bị kết nối mạng 5G vào các smartphone tầm trung và giá rẻ, người dùng có thể trông chờ các thế hệ điện thoại tiếp theo của Redmi K30, Mi 10 SE đều được trang bị công nghệ 5G và thậm chí là Redmi Note 9 Pro.